là phụ nữ nhất định phải tìm cách có được một trong hai thứ này trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong cuộc đời này, chúng ta cả ngày bận rộn, chẳng qua cũng vì hai thứ, tiền bạc và tình yêu. Mặc dù tiền không phải là vạn năng, nhưng nó có thể giúp ta giải quyết phần lớn các vấn đề trong cuộc sống, ngay cả trong những việc như chọn bạn đời, kết hôn, giáo dục con cái, hiếu thuận với cha mẹ. Bất cứ việc gì giờ đây cũng có thể liên quan đến tiền. Có tiền, con người sẽ cảm thấy tự do và có nhiều lựa chọn hơn. Chỉ có hai thứ này mới có thể khiến chúng ta yên tâm và cảm thấy an toàn hơn. Rất nhiều đàn ông thường nói phụ nữ hiện đại ngày càng trở nên thực dụng, quan tâm quá nhiều đến vật chất, việc gì cũng hướng đến đồng tiền. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ một chút thì thứ mà phụ nữ cần nhất có lẽ chính là tình yêu. Và khi không có tình yêu thì họ chỉ có thể dựa vào tiền bạc và vật chất để tăng cảm giác an toàn cho bản thân mà thôi. Vài ngày trước đi dạo phố, tôi gặp lại người bạn học cùng lớp thời đại học, Tiểu Văn. Nói chuyện với cô ấy xong tôi mới biết bạn mình vẫn chưa kết hôn. Ngày nào cũng cần mẫn làm việc, chưa đến 40 tuổi đã trở thành tổng giám đốc của một công ty. Tôi hỏi cô ấy rằng bạn bè xung quanh đều đã kết hôn, có đứa con còn học tiểu học rồi. Sao cậu vẫn ra sức kiếm tiền mà không chịu lấy chồng đi, tuổi cao rồi không sợ ế sao? Tiểu Văn nhìn tôi rồi đáp rằng cô ngày ngày cố gắng làm việc, không phải vì yêu tiền mà bởi cuộc sống hiện tại có thể xảy ra những rủi ro bất cứ khi nào. Nỗ lực kiếm tiền mới khiến cho cô cảm thấy an toàn. Nếu có thể tìm được người đàn ông nào có thể tin cậy, nương tựa, cô cũng không cần phải dốc sức kiếm tiền như thế. Quả không sai, người phụ nữ khi không có tình yêu, không có người đàn ông để dựa dẫm, thì chỉ có tiền mới mang lại cho họ cảm giác an toàn. Ốm đau tự bỏ tiền ra thăm khám, đói tự bỏ tiền ra mua đồ ăn, ra khỏi nhà tự bỏ tiền ra đi taxi. Nếu có người để dựa dẫm, có người chăm sóc, có cảm giác được che chở và an toàn rồi, cần phải cực lực kiếm tiền làm gì cho mệt. Chúng ta thường nghe nói tiền không phải là vạn năng, nhưng có tiền thì vạn vạn bất năng, tức là không thể được. Người phụ nữ hiểu rất rõ, nhiều khi lòng người dễ thay đổi, muốn tìm một người hết lòng chung thủy, trước sau như một không dễ. Thế nên những lúc đó, tiền bạc vật chất sẽ là thứ có thể khỏa lấp vài phần sự thiếu hụt đó. Có người từng đề cập đến một vấn đề rằng sau khi kết hôn, chồng có thể nuôi mình, vậy thì có nên tiếp tục đi làm nữa hay không? Tôi liền bày tỏ quan điểm của mình rằng cho dù cô lấy ai đi chăng nữa, cô cũng cần phải có một công việc tự kiếm tiền, như thế mới có thể tự đảm bảo cho chính mình. Có những lúc công việc và kiếm tiền mới là hai gói bảo hiểm tốt nhất dành cho phụ nữ. Tôi từng hỏi một số cô gái đi xem mặt rằng, nếu kết hôn, em sẽ chọn người đàn ông như thế nào? Rất nhiều người đều đưa ra không ít điều kiện. Nào như người đó phải đẹp trai, phải có nhà, có xe, phải giàu có, công ăn việc làm ổn định, thậm chí có người nói thẳng phải có sổ tiết kiệm bao nhiêu tiền. Khi tôi hỏi họ, nếu chỉ có thể lựa chọn một tiêu chí, em sẽ chọn mẫu đàn ông phù hợp tiêu chí gì? Thì các cô gái phần lớn đều đáp, nếu vậy em sẽ chọn người đàn ông có thể đem lại cho em cảm giác tin cậy và an toàn. Cánh mày râu không ít người thẳng từng chê bai phê phán phụ nữ sao mà hám tiền, thực dụng, nhưng từ trong đáy lòng người phụ nữ, cảm giác an toàn mới là tiêu chí quan trọng nhất. Nếu người đàn ông không thể cho họ niềm tin, cho họ sự đảm bảo, vậy thì khi gặp rắc rối, họ chỉ có thể dựa vào bản thân, dựa vào tiền để đổi lại cảm giác an toàn ấy mà thôi. Thứ mà phụ nữ yêu thực sự quan tâm nhiều nhất không phải là tiền mà là cảm giác an toàn. Cánh mày râu hãy ghi nhớ, đồng thời cố gắng mang lại điều này cho người phụ nữ mà mình xác định yêu thương và gắn bó suốt đời. Phụ nữ tu dưỡng tốt, đàn ông ít gặp họa. Tăng Quảng Hiền Văn có một câu như thế này: vợ hiền chồng ít họa, con hiếu cha yên lòng. Người phụ nữ tu dưỡng tốt không tính toán chi ly, như vậy sẽ ít gây tranh giành trong nội bộ gia đình, ngoài xã hội cũng bớt đi thị phi. Có một câu chuyện thực tế như sau: một người phụ nữ lúc nào cũng chi ly tính toán, mọi chuyện đều muốn chiếm thế thượng phong. Mỗi lần đấu khẩu với người khác, người chồng đều khuyên thôi bỏ đi. Người vợ lại chĩa mũi nhọn về chồng mình mà chỉ trích, chửi anh ta vô dụng, ngu xuẩn, cọng rắn cắn gà nhà, khiến người chồng giận tím mặt. Một hôm,
người vợ lại tranh chấp với một đám người say rượu. Cô như súng liên thanh mà ra sức chửi. Mấy gã say rượu liền mượn rượu để đánh người. Người chồng lập tức kéo vợ bỏ đi. Ai ngờ người vợ vẫn nóng nảy như trước. Trước mặt mọi người chửi chồng mình là kẻ vô tích sự. Người chồng xấu hổ, đơn thương độc mã đánh nhau với đám người kia. Kết quả đã bị giết chết. Trước khi chết, người chồng hỏi: "Lần này em đã hài lòng chưa?" Nhiều lúc, người đàn ông hay nóng nảy lỗ mãng, lúc này cần sự dịu dàng và trí tuệ của người phụ nữ để hòa giải, chứ không phải thêm dầu vào lửa. Càng không nên chủ động gây chuyện để sự việc càng tồi tệ. Trong gia đình, nếu phụ nữ biết cách cư xử thì quả thật có thể tránh được rất nhiều chuyện phiền toái. Một người phụ nữ tu dưỡng tốt sẽ có yêu cầu cao với bản thân, dựa vào ngôn ngữ và hành động khiến mọi người tâm tình thoải mái, không khí trong gia đình vì vậy trở nên đầm ấm, mối quan hệ giữa các thành viên thêm phần khăng khít. Một người phụ nữ tu dưỡng tốt sẽ biết cách vun vén cho danh dự người đàn ông, biết kiềm chế lời nói của mình, đặc biệt là lúc hai người cãi nhau. Vì vậy mà hôn nhân không bị đẩy đến bờ vực thẳm. Một người phụ nữ tu dưỡng tốt sẽ chú trọng đến việc nuôi dạy con cái, hiểu được đạo lý. Đằng sau một đứa trẻ ưu tú, luôn có những người bố mẹ tài giỏi. Vì vậy, sẽ dạy cho những đứa trẻ thế nào là lễ nghĩa, thế nào là quy tắc. Một người phụ nữ tu dưỡng tốt sẽ thấu hiểu cho khó khăn của mọi người, không tùy tiện vạch trần người khác, mà còn biết giang tay giúp đỡ mọi người. Bởi vì, sống trên thế gian này, ai cũng có những lúc bất đắc dĩ hoặc bị đẩy vào bước đường cùng. Cho nên mới nói, phụ nữ tu dưỡng tốt chính là phúc báo, là cốt lõi của phong thủy. Con người thế gian, ai cũng mong muốn một cuộc đời may mắn, thuận lợi, một gia đình hạnh phúc, thịnh vượng. Nhắc đến gia đình thịnh vượng, ấm êm, người ta thường đề cao vai trò của người vợ. Bởi vậy, từ xưa đến nay, nam nhân khi chọn vợ đều mong muốn tìm một người phụ nữ có tướng vượng phu. Nhưng kỳ thực, một người phụ nữ đức hạnh, cho dù không có tướng vượng phu, vẫn có thể đem lại vận khí tốt cho gia đình. Xét về đối nhân xử thế, người phụ nữ đối với thiên hạ là quốc mẫu, đối với gia đình là người con dâu, người mẹ tốt, người vợ hiền. Cho nên, người vợ chính là phong thủy của gia đình, ảnh hưởng lớn đến sự hưng thịnh của một gia đình. Vậy, một người phụ nữ dù không có tướng vượng phu theo tiêu chuẩn của cổ nhân, nhưng vẫn có thể giúp chồng thành đạt, đem đến vận khí tốt cho gia đình, thường có những đức tính nào? 1. Chăm chỉ thu dọn nhà cửa. Bước vào một căn nhà sạch sẽ, sáng sủa sẽ khiến mọi người có một loại cảm giác đặc biệt thoải mái. Nhưng cũng có một số ngôi nhà khiến mọi người vừa bước vào cửa đã có cảm giác khó chịu. Đó chính là bởi vì căn nhà quá bừa bộn, đồ đạc để tùy tiện trên cả bàn ghế và cả nền nhà. Ngoài ban công, bụi bẩn bám đầy, trong nhà vệ sinh bốc lên một mùi khó chịu. Tất cả những điều này đều sẽ phá hư phong thủy bên trong của ngôi nhà. Từ xưa đến nay, người ta đều quan niệm một người vợ tốt là người siêng năng chịu khó, đảm đương được công việc nội trợ gia đình. Theo phong thủy có câu, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, thoáng khí, thoải mái sẽ trực tiếp lôi kéo sự nghiệp của người đàn ông vận động hướng lên. Cho nên, việc thu dọn nhà cửa là việc vô cùng quan trọng. 2. Thường xuyên vào bếp. Cổ nhân có câu, vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Xét về phong thủy, bếp cũng là lãnh thổ của người vợ, người phụ nữ trong gia đình. Ngoài ra, muốn chồng có sự nghiệp tốt, công việc được thuận lợi, trước hết cũng cần phải đảm bảo sức khỏe cho họ. Bởi vì đối với một người, sức khỏe là vô cùng quan trọng, không có sức khỏe tốt, sẽ khó làm được mọi việc khác. 3. Không quát mắng người già, đánh đập con trẻ. Cổ nhân cho rằng, người già và trẻ nhỏ trong gia đình đều là hóa thân của phúc khí, cho nên hai người này có thể sẽ ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Vì vậy, tuyệt đối không nên xem nhẹ sức ảnh hưởng của họ. Với tư cách là người phụ nữ làm chủ gia đình, hiếu thuận với người già không chỉ là yêu cầu về đạo làm con, mà còn khiến gia đình hưng thịnh. Yêu kính người già, thương yêu trẻ nhỏ, thực ra cũng chính là trân quý,
và vun đắp cho phong thủy của chính bản thân mình. 4. Vợ chồng đồng lòng, đất cũng hóa vàng. Đã chấp nhận kết hôn với người chồng, người vợ của mình thì cả đời đều cần trân quý. Vì sao một số cặp vợ chồng có thể cùng chung khó khăn hoạn nạn nhưng lại không thể sống cùng nhau khi đã có phú quý? Đó là bởi vì lúc khó khăn, hai người họ là đồng lòng với nhau. Nếu như hai vợ chồng có thể hướng về cùng một phía, không ngừng kiên trì, hòa thuận tốt đẹp thì nhất định sẽ khiến đất trời cảm động. Khi gia đình hòa thuận thì sẽ chiêu mời phong thủy tốt, nó sẽ khiến gia đình ngày càng hạnh phúc, hưng thịnh. 5. Không than phiền về chồng. Người ta nói rằng đằng sau một người đàn ông thành đạt là người vợ tốt, quả không sai. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng có thể bắt gặp những trường hợp này. Đằng sau những vị thương nhân, những nhà khoa học, thành đạt đều là những người vợ biết chăm sóc, bao dung, tha thứ và thông cảm. Vì sao có một số người vợ rõ ràng có tướng vượng phu nhưng không thể vượng được phu? Điều này là bởi vì cái miệng của họ luôn phát ra những lời khó nghe. Bởi vì lời nói của một người là có mang theo năng lượng, khi trách giận năng lượng cũng được gia tăng. Một người vợ trách giận người chồng thường xuyên phát ra những lời nguyền rủa chồng thì sẽ rất linh nghiệm. Cho nên thường xuyên trách mắng chồng sẽ khiến phong thủy tốt của người chồng tan biến mất, thay vào đó là chiêu mời vận rủi, giống như lời cây nghiệt đã phát ra. 6. Không tiêu dùng tiền bạc tùy tiện. Cổ nhân có câu, vợ là người quản gia, trông coi tài phú trong gia đình bất loạn. Việc dùng tiền mua sắm không phải là việc không được làm, nhưng ham muốn của con người thì quá nhiều, mà thứ thật sự cần dùng đến thì đôi khi lại rất ít. Cho nên trước khi mua, hãy cân nhắc xem đồ vật đó đem đến sự thoải mái, dễ nhìn. Đừng mua thứ cổ quái, kỳ lạ. Mua thứ đồ vật hữu dụng cho gia đình, bản thân, không nên mua những thứ vô dụng, cổ quái. Bởi vì những thứ cổ quái kỳ lạ có thể phá hủy phong thủy tốt của gia đình. Những thứ vô dụng không dùng đến sẽ chiếm dụng chỗ của phong thủy tốt, giống như đuổi phong thủy tốt đi. Tụ tài cũng chính là tụ phong thủy, tiêu tiền cũng chính là tiêu hao phong thủy. Vì vậy, tiền phải được tiêu vào những việc chính đáng mới có thể kéo được phong thủy của người chồng, của gia đình đi lên.